Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay là chiều Chủ nhật, Mountain Time Bắc Mỹ. Mấy hôm nay trời hơi mát lại, tại vì mưa nè, mưa trời hơi mát. Bữa nay cũng sắp sửa hết tháng 8 nữa rồi, còn có mấy tháng nữa là mình về lại quê hương rồi. Nôn quá. Kỳ này về ăn Tết Việt Nam mới được. Mới không là mấy năm rồi cũng chưa về ăn Tết. Nhớ quê hương quá. Tự nhiên có những lúc mình ngồi mình nhớ quê hương khủng khiếp luôn. Không biết anh chị em các bạn sống xa tổ quốc có những cái cảm nghĩ, cảm tưởng như vậy không? Quê hương đi rồi thì cứ nhớ. Giống như mình sống mình thiếu, giống như mấy người đàn ông mà thiếu đàn bà vậy. Mà cái này mình nói các bạn đừng cười lên mình chứ thật. Có những lúc mình ngồi mình nhớ quê hương, mình ngồi mình khóc một mình luôn á anh chị các bạn. Thiệt á, các bạn biết hồi đó mà sống xa nhà, hồi nhỏ lớn đâu có sống xa nhà đâu. Lúc mà mới mà xa nhà ngồi nhớ nhà, nhớ từ cây dừa, dòng sông, con nước, bờ đê, ao cá. Các bạn biết nhớ quê hương á, có những lúc đêm nằm ngủ thấy mình về quê hương bên dòng sữa mẹ, đất mẹ, nơi đất mẹ của mình. Nó làm sao đi á. Bây giờ mình thấy có cái bài ca quê hương là chùm khế ngọt, phải nói là hay. Đi đâu đi, sống ở đâu chứ Lợi Minh nói thật mà nói anh chị các bạn, không có bằng ở bất cứ đâu cũng không có bằng quê hương mình. Ý là mình là một người thành đạt ở trên cái đất Mỹ này đó. Các bạn biết đó. Là một người giờ mình chỉ lái xe đi vòng vòng chơi vậy đó. Về quê hương mình cảm thấy nó ấm cúng lắm. Nhưng mà kỳ này phải về ăn Tết. Nhất định kỳ này về ăn Tết. Tết năm nay rớt vào ngày 25 tháng 1. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Lợi Minh cười anh chị em các bạn đừng có buồn. Tại vì khi Lợi Minh cũng thích cho nó vui. Không có muốn chính trị tối ngày mệt mỏi. Thành ra cuộc sống mà mình phải luôn phấn đấu, phải vươn lên. Thì hôm nay lại mình muốn chia sẻ với anh chị các bạn về vấn đề nhập khẩu hàng hóa của Mỹ đang bắt đầu tràn vào Việt Nam. Trong tương lai Việt Nam mình, dân Việt Nam mình sẽ bắt đầu, những người dân trung lưu họ sẽ có những cái cuộc sống về vấn đề thực phẩm càng lúc nó tiêu chuẩn và nó giá thành nó thấp. Các bạn thấy thịt gà Việt Nam đang chuẩn bị nhập, thịt gà của Mỹ nhập vào Việt Nam ở cái giá dao động 18.000 ký. Dân trung lưu bây giờ họ có cái cuộc sống càng lúc nó tốt hơn về vấn đề mà họ lo về vấn đề cơm áo gạo tiền anh chị các bạn. Như thịt heo là mình cũng mong rằng cái ngành thực phẩm của Mỹ nó nhập vô Việt Nam. Mình nhiều khi một số người lo sợ Mỹ nhập vô như vậy sẽ chết cái ngành nông nghiệp Việt Nam. Anh chị em các bạn nên nhớ mày, chúng ta phải nhìn một cách rộng lớn. Mình, các bạn thấy cái ngành nông nghiệp Việt Nam của mình bao đời nay mình cứ gặp thiên tai triền miên. Mình làm nông nghiệp còn yếu kém lắm. Mình mà các bạn nghĩ đi, một quốc gia mà muốn phát triển mà cứ dựa trên nông nghiệp á, mình không bao giờ khá nổi. Mình cứ bình bình vậy thôi. Ngoại trừ khi nào mà mình đã giàu có lên rồi, nông nghiệp của mình hiện đại quá được đó, mình làm trên vấn đề quy mô lớn á, mình mới khá nổi. Chứ mà làm theo kiểu Việt Nam hiện nay nhỏ lẻ anh chị các bạn, thì dân mình cứ khổ triền miên à. Các bạn thấy nuôi gà thì bệnh dịch, thực phẩm mình nuôi gà thì bệnh dịch, nuôi heo cũng vậy, lông lỡ mớm lông mồm gì đó, nó cứ
làm cho bà con nông dân cứ điêu đứng. Tại vì mình nuôi nông nghiệp mình cứ theo kiểu nhỏ lẻ gia đình đồ đó, khó cho ông nhà nước kiểm soát. Nếu mà mình nhập khẩu về nông nghiệp của hàng Mỹ vào Việt Nam, tôi nói anh chị và các bạn, người dân Việt Nam sẽ đỡ khổ hơn. Mình sẽ chuyển đổi mục đích làm ăn nông nghiệp, mình cũng vậy, mình sẽ chuyển đổi mục đích về vấn đề chăn nuôi, mình sẽ không làm nhỏ lẻ nữa. Các bạn thấy gà, vịt, heo đúng không vậy? Ở Việt Nam nhiều người họ làm nông nghiệp, họ trà trộn vào trong đời sống dân sự, nguy hiểm lắm. Các bạn biết bên ngành nông nghiệp mà chăn nuôi đó, nuôi nó mà nó gần dân sự là rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Hồi đó tôi về Đồng Nai, tôi làm nhà máy nước công ty, trên đó tôi biết, các bạn biết cái cơ sở thưa nông nghiệp chăn nuôi heo của tụi Đài Loan nó qua Việt Nam, nó làm à, nó ở sâu, mỗi lần mà tôi đem nước vô đó đi cả tiếng đồng hồ vô trong đó, nó rất là kỹ lưỡng, nó bao bọc lại hết, nó xe ha, nó xịt thuốc, các bạn biết nó xịt thuốc mà ngừa bệnh đó, xe phải ngừng lại, nó xịt thuốc, chân cẳng mình vậy, dép dài cũng vậy, nó cũng phải xịt thuốc để nó tẩy trùng, để không thôi vô lỡ mà nó mình mang cái bệnh dịch tả vô vô rồi chết nó làm sao. Cho nên anh chị em các bạn thấy hiện nay nếu mà nông nghiệp của Mỹ, mình vừa cứu thằng Mỹ, mình vừa làm ơn cho thằng Mỹ mà lại có lợi cho bà con dân trung lưu mình nhiều lắm, dân lao động phổ thông rồi nhiều lắm. Ngày xưa họ đi mua thịt heo, thịt gà, cái gì nó cũng đắt đỏ. Nói chung gà công nghiệp, heo công nghiệp của Mỹ ăn cũng chuẩn, nó không đạt như gà mà mình nuôi thả đi bộ, nó ăn organic, nó ăn hữu cơ rồi thì dĩ nhiên nó không bằng, nhưng mà về vấn đề an toàn thực phẩm thì nó vẫn tốt hơn. Các bạn thấy nếu mình nhập được số lượng lớn của thằng Mỹ, mình làm ăn được với nó như vậy thì thằng Mỹ nó sẽ mở cửa cái thị trường kinh tế của nó cho mình, thì mình sẽ làm ăn với nó ngày một vững mạnh hơn. Mình làm ăn với những cái quốc gia lớn phát triển mà mình càng vững vàng đó anh chị em các bạn, đời sống của dân mình đỡ khổ lắm, cái dân trí của mình nó cũng sẽ thay đổi rất là nhiều nữa. Cho nên hiện nay anh chị em các bạn cẩn thận, tại lợi mình muốn like sớm bị vấn đề này, để không thôi mai nay cái đám chống cộng cực đoan ô hợp á, nó sẽ xuyên tạc. Tôi nghĩ là bắt đầu từ từ nó sẽ xuyên tạc, các bạn thấy bên nông nghiệp Việt Nam chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ bị chết, sẽ bị cô lập. Cái đó đối với tôi là tốt, mình phải nhìn những đề vĩ mô anh chị các bạn, thì những cái nông nghiệp nhỏ lẻ cần phải giải tán, cần phải chuyển đổi mục đích về vấn đề chăn nuôi gia súc chứ không phải nguy hiểm lắm. Nhà này vài hộ nuôi vài con, 10 con, 20 con, tới chừng bệnh dịch nó lan, ông nhà nước ông cũng khổ tâm, phải bỏ biết bao nhiêu tiền. Các bạn biết dịch theo vừa rồi ông nhà nước mình ông bỏ tiền, ông bỏ xuống đốt quỷ ông nhà nước mình đó. Chứ đâu phải là các bạn đừng nghĩ rằng nhà nước Việt Nam mình không lo cho dân đâu. Nhiều khi một số người chỉ lên mạng không có theo dõi cập nhật, tôi ở nước ngoài mà tôi còn cập nhật thông tin trong nước, tôi nói còn chính xác hơn các bạn trong nước rất là nhiều. Bởi vì mấy cái tụi mà chống cộng cực đoan ô hợp, tụi nó tranh luận không lợi tôi là chỗ đó. Tôi nói chuyện là có phải có bằng chứng cơ sở và căn cứ rõ ràng, không có nói theo kiểu cảm tính lên mạng vậy. Mình nói ra lời nói của mình nó phải có một cái uy tín, một cái sự nó rõ ràng. Mình nói sai thì mình xin lỗi, khi mình chưa học tới thì mình cần phải nghiên cứu, chứ không phải ngồi đó đóng mò, ngồi đó cầm đèn chạy thứ ô tô. Mấy cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp, mấy cái đám mà dân chủ cũ trong nước tôi ghét giả mà, toàn là cái đám lưu manh. Cho nên lại mình chia sẻ để anh chị em chúng ta chuẩn bị tinh thần, đây là một cái cơ hội rất là tốt cho Việt Nam. Và các bạn thấy trong cái sự đấu đá mà chiến tranh thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc, có nhiều người cho rằng Việt Nam mình sẽ bất lợi. No, Việt Nam mình sẽ có lợi, Việt Nam mình lợi rất là nhiều. Bắt đầu các bạn thấy 140 tỷ đô la của Mỹ xuất khẩu nông nghiệp qua bên Trung Quốc, bây giờ Mỹ nó kiếm cách nó vào Việt Nam, các bạn thấy không? Đấy, tự nhiên một cái đất nước nhỏ bé bây giờ lại phải đứng ra giúp thằng Mỹ, các bạn thấy hay không?
Bởi vì tôi nói ông trời ông thương thương dân tộc mình, ông sẽ làm cho dân tộc mình trở thành một dân tộc vĩ đại. Người Việt của mình các bạn biết nhỏ bé, nhưng mà khi mà có cơ hội mà biết đứng lên mà biết quật khởi để chẳng tiến bộ hơn, mình sẽ vượt, mình sẽ làm việc gì mình sẽ chuẩn mực hơn. Tại vì mình là cái người, cái văn hóa của người Việt mình luôn luôn học hỏi và cầu tiến. Mình học hỏi mình cầu tiến, bởi vì mình đi sang xứ ta cũng vậy. Khi mà mình chịu học hỏi và cầu tiến á, cái dân bản xứ nó sợ mình lắm, nó rất là sợ. Khi mà mình biết đoàn kết với nhau á, năm ba người mà mình biết đoàn kết nhau, dân bản xứ nó nể mà nó sợ mình lắm, nó rất là phục. Trong một cái khu vực ở mà chừng năm ba gia đình người Việt mà biết đoàn kết mà cầu tiến, tụi các bạn biết tụi dân bản xứ nó rất là nể, nó nói dân, cái dân châu Á với dân Việt Nam của mình người dân chịu khó. Bây giờ các bạn biết ngay cả bây giờ tụi Mỹ nó cũng học theo cái lối mà truyền thống của người Việt của mình, sống theo cái mô hình mà gia đình này giúp gia đình kia giúp gia đình nọ để phấn đấu vươn lên. Tụi Mỹ bắt đầu bây giờ nó nghiên cứu cái đó, rằng nó học. Tại sao các bạn thấy dân Mỹ nó sống con nó vậy, tới 18 tuổi là cứ độc lập rồi mạnh nay nó sống, hàng nào chết nó chịu vậy thôi, nó nuôi con vậy tới 18 tuổi xong bye bye. Các bạn thấy không? Bây giờ bắt đầu nó thấy tại sao mà cái người Việt của mình, những cái người mà một số người họ biết họ gặp cơ hội họ cầu tiến thì họ lại, các bạn thấy họ qua xứ người ta sống, họ cần cù, họ có nhà có cửa, họ có cuộc sống ổn định. Và những người đó người ta sống rất là chuẩn mực, chứ không phải giống như cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở bên này, toàn là cái đám đầu đường xó chợ, gọi là trưởng giả học làm sang. Thì nói về vấn đề nông nghiệp, anh chị các bạn thấy để mình theo dõi thì thấy tình hình phải nói là khá tốt. Trong tương lai các bạn sẽ được ăn thịt heo Mỹ, thịt bò Mỹ, cherry Mỹ, những cái thực phẩm trái cây của Mỹ. Đây là điều tốt anh chị các bạn. Mình không có gì cả, vấn đề ngoại giao và thương trường kinh tế mà có lợi cho mình thì nhà nước nhập về. Mình người dân thay vì mình phải trồng trọt cực khổ và mình nhập ngược lại Mỹ những cái hàng trái cây gọi là đặc sản, các bạn thấy không, cái hay là chỗ đó nữa. Thì lúc đó là mình chỉ sản xuất những cái mặt hàng trái cây đặc sản và những cái loại nông sản giống mình đặc biệt là cá của mình rất là ngon, cá của mình rất là chuẩn, hàng Mỹ nó cạnh tranh không nổi lợi cá của mình. Thịt heo là mình thua rồi, thịt gà là mình thua chắc luôn rồi. Nhưng mà về mặt cá, các bạn biết cá của mình rất là mạnh, cá của mình xuất khẩu đi khắp thế giới hiện nay rất là chuẩn. Cho nên mình phát huy những cái nào chuẩn, mình sẽ loại bỏ ra những cái nào nó không chuẩn. Mình hay bị sự cố như thịt heo, thịt gà, các bạn thấy những cái loại gia súc gia cầm mà mình cứ bị sự cố liên tục. Các bạn biết khi mà gặp sự cố vậy nó nguy hiểm lắm, ảnh hưởng đến kinh tế, tổn hại rất là nhiều đến kinh tế, mà làm cho đời sống của những người mà họ kinh doanh về vấn đề nông sản ở lĩnh vực đó, nhiều khi họ mất trắng tay. Cho nên trong tương lai Việt Nam mình sẽ đi vào những cái vấn đề sản xuất nông nghiệp quy mô hơn, bài bản hơn, nó không còn nhỏ lẻ nữa. Các bạn thấy tôi về Việt Nam, tôi thấy ngay mà Việt Nam mình trồng chuối, bà con nông dân ở vùng Đồng Tháp đó, miền Tây đó, họ hợp tác xã lại với nhau, họ hợp tác với nhau, họ làm trở thành một cái hợp tác xã và họ hợp tác với nhau trên 200 mẫu đất ở tôi thấy đó, và họ canh tác rất là tốt, rất là chuẩn mực, họ làm việc cái bài bản và họ lợi nhuận họ chia ra, họ tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn công nhân và cho những người thân trong gia đình của họ, hay vì những người thân của họ phải đi qua những thành phố khác để tìm lao động. Bây giờ họ có công ăn việc làm ở tại quê nhà. Tôi nói chỉ có bạn ngay cả trên Bảo Lộc ở trên Lâm Đồng, Đà Lạt, nhiều cái
cơ sở sản xuất nông nghiệp của Việt Nam mình, trên đó bây giờ họ cũng đi vào sản xuất quy mô, họ hợp tác lại, họ đi vào hợp tác xã. Đấy, họ đi vào hợp tác xã, họ làm chung rồi ăn chia ra, rất là hay. Từ từ, cho nên trong tương lai thì các bạn sẽ thấy được những cái sản phẩm của Mỹ, nó sẽ về nông nghiệp, nó sẽ tràn vào Việt Nam với cái giá mà phải nói là chỉ phân nửa Việt Nam. Các bạn thấy nó đỡ, nó sẽ giảm đi những cái sự rủi ro cho bà con nông dân. Bà con nông dân người ta sẽ chuyển đổi mục đích, họ sản xuất bên cái lĩnh vực khác, chứ không thì mình cứ ôm lấy những cái sự bảo thủ về vấn đề nông nghiệp bên ngành chăn nuôi heo gà, mình cứ bảo thủ mà mình không chịu nhập khẩu của nước ngoài về thì mình sẽ chết. Cái sự cố hoài, cái khí hậu nhiệt đới cái vùng của mình, những cái mầm móng bệnh đó, nó như ông nhà nước ông kiềm chế không nổi, mà hãy rắc ra quá thì dân la làng lên, thì cái đám mà chống phá đất nước nó lại xía mũi chó nó vào, nó xuyên tạc. Các bạn thấy không? Thành ra cũng nhiều sự bất cập. Cho nên trong tương lai, từ từ người dân mình sẽ có cái cuộc sống càng lúc càng tốt hơn. Người ta sẽ không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề mà cơm áo gạo tiền nữa, về vấn đề mà thực phẩm đó. Ý tôi nói là như vậy. Và người ta sẽ để tâm phát huy về những cái khoa học kỹ thuật cao, về những cái kiến thức của người Việt của mình. Anh chị em các bạn thấy, ông bà mình cũng có cái câu rất là hay: phú quý thì sinh lễ nghĩa. Các bạn muốn có một quốc gia tốt, một thể chế tốt thì phải có những người dân tốt, những người dân có dân trí cao, có sự hiểu biết và nhận thức cao, có những trình độ chuyên môn cao, và họ có những cái, họ giỏi về tay nghề, họ giỏi về mọi mặt. Khi họ bước vào trong cái lãnh đạo, họ sẽ làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn. Phú quý thì sinh lễ nghĩa mà anh chị em các bạn. Khi cái người mà lãnh đạo, người ta đã an cư lập nghiệp, người ta đã ổn định về đời sống vật chất rồi, thì họ làm chính trị rất là chuẩn mực. Họ làm chính trị, họ đặt quyền lợi quốc gia và dân tộc lên ưu tiên hàng đầu. Các bạn nên nhớ vậy. Cho nên nhiều khi các bạn nhìn thấy những người lãnh đạo hiện nay, có một số người họ giàu bằng hình thức gì kệ họ, miễn sao họ đừng có làm gì tổn hại đến an ninh, an nguy quốc gia là được. Mà nếu họ đi vượt quá cái lằn ranh giới của nhà nước cấm thì họ sẽ bị vướng vào lao lý. Còn nếu mà họ làm tốt, mình vẫn ủng hộ họ. Tại vì họ có tài, một cái tài lĩnh vực nào đó, họ làm việc, họ góp phần xây dựng và đổi mới phát triển đất nước. Chứ không phải vì cái sự việc nào mình cứ nhìn thấy họ ở nhà to, nhà bự, cứ ngồi đó cứ dòm ngó rồi cứ bắt đầu cứ ông này chắc tham nhũng. Ông này chắc tham nhũng. Cái vấn đề tham nhũng ở Việt Nam thì các bạn, nó do có cung có cầu. Mà các bạn muốn giảm được cung cầu đó, cái kinh tế nó phải hài hòa. Anh chị em nên nhớ, kinh tế nó phải hài hòa. Và mình mong muốn làm sao những người lãnh đạo họ có công, họ có đời sống về vật chất ổn định, họ càng giàu càng tốt, họ làm chính trị sẽ chuẩn mực hơn. Các bạn thấy ngay cả trên mạng xã hội này cũng vậy, những người mà đi làm chính trị kiểu nửa mùa, lên cái tối ngày câu view câu like, rồi lên cứ là ảo vọng, ảo giả, sống ảo trong danh vọng, muốn người khác tung hô, rồi bắt đầu họ tạo ra những cái sự mâu thuẫn, nó khủng khiếp phức tạp lắm. Tôi nói ngay cả cái Facebook mạng xã hội này, anh chị các bạn nhìn, đó là một cái minh chứng mà khi cái người mà người ta ăn nên làm ra, người ta hiểu biết, người ta không có màng về vấn đề tài chánh quá nặng nề, thì họ làm chính trị, tôi nói như các bạn, họ sẽ hy sinh và họ sẽ làm chính trị tốt hơn. Cho nên chính trị trên mạng hay ngoài đời gì, anh chị các bạn thấy, nó đòi hỏi những con người phải có những cái tâm, những cái tầm, cái nhìn,
tôi nói anh chị, tôi chia sẻ với anh chị các bạn một điều, tôi tham gia cộng đồng mạng, như tôi nói cái ông mà đổ thông minh, ông đó mà nói các bạn nghe ông không mê nó chết. Cái ông mà có cái nick, cái tên của ông luôn, tên thật của ông là Đỗ Thông Minh, ông đó từng là của Việt Tân. Các bạn mà nghe ông chia sẻ tam quyền phân lập vấn đề mà chính trị ngồi không mê nữa chứ, nhưng mà tay đó cũng kiếm ăn thôi, rồi đi làm chính trị, rồi viết sách chống cộng để buôn bán, rồi để đặng kiếm đồng tiền để sống, rồi nói theo những cái gì mà mấy cái tụi chống cộng nói, không có dám nói ra cái sự thật, nói ngược lại bị người khác mà vạch mặt thì bắt đầu tức lên chửi bắt đầu chửi tục chửi bậy, mà người ta gọi mấy tụi nó tự phong cho ổng thành một người gọi là, các bạn biết gọi là gì quên rồi ta, học giả. Các bạn biết học giả Đỗ Thông Minh mà ổng đâu có bằng cấp học giả vậy đâu, ổng chẳng có học gì bên vấn đề mà lịch sử hay vấn đề mà kỹ thuật nào, chỉ đi học về chemistry ở bên Nhật thôi. Ổng học về hóa chất á anh chị các bạn, học bên Nhật thôi, mà các bạn biết cái thành phần chống cộng nó tung hô ổng rồi tự động nó phong cho ổng thành học giả. Trước đó thì cũng như có ông sĩ Hoàng, các bạn biết cũng tay đó cũng ở bên Pháp dữ dằn lắm, chống ghê hồn lắm rồi. Cuối cùng rồi cũng chính trị chính em rồi lừa đảo bắt $100,000 chứ không phải giỡn đó, quyên góp rồi cuối cùng cũng bể ra như nồi cháo heo. Cái tụi chống cộng bên Mỹ thì cũng vậy chứ các bạn, nó chẳng yêu nước con khỉ gì trên đó, nó lên rồi nó a chí a chó, nó xạo bên này nó xạo bên nọ, rồi quyên góp rồi ăn. Bởi vậy đi làm chính trị, đi làm cách mạng cũng vậy, mình phải hy sinh. Các bạn thấy tại sao những cha anh của mình ngày xưa thống nhất được đất nước, họ đi làm cách mạng, họ hy sinh, sẵn sàng bỏ gia đình, bỏ cuộc sống gia đình để vào chiến khu và sống vất vả. Các bạn thấy cả một cuộc đời của bác bôn ba nơi xứ người, đi làm từ bồi bàn, đi làm đầy tớ cho người ta, rồi để đặng mà tìm con đường cách mạng để giải phóng dân tộc ra khỏi cái sự nô lệ. Sự hy sinh của bác rất là cao cả, chị các bạn thấy đó là những cái tấm gương mình cần phải học hỏi. Còn có những nhiều tấm gương khác rất là anh hùng và vĩ đại, chúng ta cần phải học hỏi những người đó, chúng ta cần phải nhìn những tấm gương của người đó, chứ không phải cứ hỏi mỗi ngày cái người đọc báo chí nó đưa ra nó tham nhũng chỗ này, ông kia ở nhà to nhà bự, ông ở nhà nào kệ cha ông, ông làm sai thì chính phủ pháp luật Việt Nam sẽ trừng trị ông, mà hãy ông làm cái gì có lợi cho dân cho nước thì tôi ủng hộ ông, kệ ông. Ông ở nhà gì kệ ông, ông làm gì kệ ông, mà ông đừng có làm những chuyện bất nhân bất nghĩa bất lương là được rồi, chỉ vậy thôi. Chứ ngồi đó mà cứ ô sao cái ông kia, tôi cũng làm quan, ổng cũng làm quan mà sao mà tôi lại như thế này ổng thế kia, rồi ngồi đó lên mạng rồi vạch áo cho người ta sao xem lưng. Những người đó là những người không có hiểu biết về vấn đề mà làm việc trong một cơ chế, anh làm việc trong cơ chế, trong một cái số đông đồng thuận, anh chỉ là một phần của cơ chế đó, dù anh không thích anh không đồng ý thì anh cũng phải tuân thủ làm việc. Cái đó là tính dân chủ. Tính dân chủ có nghĩa là đa số thắng thiểu số, mà anh là thiểu số anh thua rồi, anh thua rồi bắt đầu anh quậy, anh phá, anh chống, anh xuyên tạc thì anh đâu còn gọi là dân chủ nữa, anh cái đó gọi là anh là lưu manh rồi. Thế nên các bạn nhìn thấy cái đám dân chủ bây giờ cũng vậy, toàn là lưu manh xuyên tạc tầm bậy bạ, nó bảo dân chủ mà chẳng hiểu dân chủ vậy. Mấy thằng mà chống cộng bên Mỹ vậy, họ nói dân chủ nó cũng chẳng biết con khỉ gì, nó ngồi đó nó chống lộn xà xà ngầu mà đòi dân chủ Việt Nam, mà trong khi đó nó là một cái người số nhỏ thôi, mà cả chứ hơn 90 triệu dân Việt Nam người ta đồng ý rồi, người ta đang hài lòng với cuộc sống hiện nay, người ta đang phấn đấu để vươn lên những cái sai trong xã hội, trong một cơ chế đã và đang được sửa đổi để làm cho nó tốt hơn hàng ngày và hàng giờ. Chứ không phải lên trên mạng cứ ngồi hở đem ra dân chủ tự do nhân quyền ngôn luận, đâu phải là dân chủ tự do ngôn luận nhân quyền, muốn làm thì làm, muốn nói gì nói đâu. Ở bên Mỹ này, nói đồng bậy bà nó bập tay ngoài răng con cháu. Các bạn thấy mấy hôm nay là mình đưa lên những cái link lên mạng Facebook,
chỉ là nói bình luận về có những cái câu mà nó mang tính cách nguy hiểm tính cộng đồng xã hội thôi. Cảnh sát nó lôi đầu bợp liền, cầm cái cặp liền, không nói nhiều. Sau cái vụ 911, biến cố 911, các bạn biết an ninh của Mỹ nó siết chặt lại, máy quay phim nó đặt airbin khắp mọi nơi, từ ngoài góc đường mà có chuyện diễn cái là cảnh sát mặc vụ nó lại là những cái trung tâm của tụi mà bên bộ giao thông vận tải nó bấm cái, hay là những cái cơ quan, những cái cửa tiệm, những cái nhà hàng, những cái ngân hàng nó chỉ cần lục cái là ra liền. Giờ đó, ngày đó anh làm gì đâu, trong nó có trong cái khuôn khổ pháp luật đó. Còn mấy cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp, mấy cái đám dân chủ cũi được tối ngày tào lao rồi. Thấy mà ớn chờ đầu, phá hoại xây dựng đất nước thì chẳng làm ra cái con khỉ gì hết. Nó mất cái tám này bất xúc muốn chửi. Thì tôi nói chuyện với các bạn có cầm lòng cỡ nào cỡ, nói tới mấy cái đám này tự nhiên là muốn chửi, bởi vì tổn thọ cũng khiếp. Nói tới mấy cái đám này là muốn chửi, tại vì nó khốn nạn khủng khiếp. Biết bao nhiêu những người người ta đang phải gìn giữ sự bình yên đất nước để cho tụi nó có được một cái sự ổn định, nó lên mạng, nó ngồi, nó a chí a chó như cái thằng vừa quỷ, thằng vườn râu các bạn thấy. Rồi cái bà kinh tế gia cái gì đó Phạm Chi Lan rồi. Nhiều khi mấy cái thấy mấy cái lão già đầu hai thứ tóc rồi tối ngày làm mấy cái chuyện tào lao không, cái tuổi đời của mình nó đã hết rồi thì thôi nhường chỗ lại cho những thế hệ khác, mà hay gì mình đứng đi ra mình cố vấn cho nó để cho nó đứng vững vàng hơn trong cái thương trường. Cái tối ngày ngồi đó đưa ra những cái bình luận tào lao khi dân chúng nó chửi. Các bạn thấy đó, nó nói 70 chưa gọi là lành nữa, hy vọng nữa mình 70 mình đừng có đừng có học với cái tánh như vậy. Có nhiều lúc mình lại mình nói chuyện xong ngồi cũng mình suy nghĩ, hy vọng sau này mình già đi mình cũng đừng có mấy cái tánh như vậy. Mình lớn tuổi mình già mình nhường lại cho những thế hệ sau, mình chỉ cố vấn nó thôi, góp ý kiến cho nó thôi, chứ đừng có làm nó tổn hại đến an nguy quốc gia. Những cái thế hệ sau nó chê cười mình, bao nhiêu thành quả mình đóng góp cái tuổi thời nào mình còn theo bác và đảng, rồi bây giờ chỉ vì một cái sự nhỏ nhặt nào đó mình quay ra mình đưa ra những cái nhận định nó không có phù hợp. Tôi thấy mấy lão đầu hai thứ tóc ở trên mạng lập nhóm rồi lập hội lập hè rồi ngồi đó tìm cách bới lông tìm vết vạch lá tìm sâu, thấy rất là đau lòng. Thôi thì Lợi Minh chia sẻ tới đây, xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Bye 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 bye, bye. Tình hình báo lộc sao rồi Lê Tịnh? yên ổn chưa, bớt mưa chưa Lê Tịnh? Nó không ra trời nghe nó thấy mưa quá mình cũng lo, không biết trên đó làm sao. Chắc là miếng giường mình nó ok, thấy cái người làm họ không có gọi gì hết, chắc là mọi thứ đều ổn. Thôi mình xin chào chị các bạn nha, bye 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 bye.